người khác và mình đã mất một khoảng thời gian để mình có thể sẽ đọc lại cái nhà này. Dạ anh nghe nè. Dạ em ngồi chờ em xíu nè, em làm tiếp cho anh. Dạ dạ ok ok anh. Ok. Dạ dạ. Xem xong một đoạn phim ngắn mà mình vừa mới quay, thì trong đó mình đang sử dụng rất là nhiều cái đèn khác nhau, nhưng mà trong đó có một cái cây đèn đã làm tất cả những cái effect xuyên suốt trong cái đoạn phim ngắn vừa rồi. Thì ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đó là một cây đèn Mix Panel 150 của Nonline, và chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của Sơn Bự. Trong cái cảnh đầu tiên là mình đang ngồi xem TV á, thì mình đang sử dụng cái cây đèn Mix Panel 150 này để giả lập ánh sáng của TV. Thì cái bản chất của ánh sáng TV đó là nó sẽ chuyển từ những cái scene này sang cái scene khác. Thì cái lượng ánh sáng nó đi ra sẽ khác nhau á. Thì cái cây Mix Panel 150 này có một cái hiệu ứng giả lập ánh sáng của TV, thì nó sẽ cho cái hiệu ứng như các bạn đang xem ở trong này. Tất nhiên là mình cũng có thể điều chỉnh được cái hiệu ứng ánh sáng của TV này luôn ha. Nó có thể là nhanh hoặc chậm. Trong phân cảnh tiếp theo là mình đang ngồi mình viết content ha. Giống như là mình viết content tới nửa đêm rồi. Và trong một cái đêm giao thừa, pháo hoa nó bắt đầu nổ lên. Mình đang sử dụng chế độ đó là Disco. Ở trong cái chế độ Disco này á, nó sẽ cho phép mình chuyển qua nhiều màu sắc khác nhau, từ đỏ, cam, vàng, xanh dương, xanh lá cây, nó rất là nhiều màu sắc khác nhau ha. Sau khi mà mình đã có cái hiệu ứng ánh sáng như vậy rồi, thì mình chỉ cần thêm một cái hiệu ứng âm thanh, tiếng pháo hoa nổ, thì mình đã cho ra được một cái cảnh pháo hoa hoàn hảo rồi. Tiếp theo sau đó thì có một tên trộm đi vào. Khi mà tên trộm đi vào thì lúc đó là có sấm sét nè, nó nổ lên bùm 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 bùm. Thì khi mà mình sử dụng cái Mix Panel, mình set qua chế độ là chế độ Storm, cho phép mình giả lập cái ánh sáng của sấm sét. Thì cái đèn Mix Panel 150 này cũng cho phép mình giả lập cái hiệu ứng của đèn cảnh sát nữa. Và đó là những gì mà mình đang set ở trong cái phim ngắn vừa rồi. Mình đang cố gắng thử những cái hiệu ứng khác nhau trong cùng một cảnh phim chỉ với một cây đèn. Ngoài những cái chế độ mà mình vừa mới kể ra trong cái đoạn phim vừa rồi mình sử dụng á, thì nó còn những cái hiệu ứng khác, ví dụ như là hue lốp nè, cũng là chuyển ánh sáng nhưng mà chuyển màu sắc nó hơi khác đi một chút. CCT look thì cái hiệu ứng này sẽ cho phép mình chuyển từ ánh sáng vàng sang ánh sáng trắng hoặc là ngược lại, nói chung nó sẽ chuyển liên tục. Chế độ flash, ánh sáng chớp, chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt. Chế độ Candle, giả lập ánh sáng của nến. Một cái phần nữa mà mình cực kỳ thích ở trong cây đèn này á, đó là phần gel. Khi mình lên trên set sẽ có những cái cảnh mà giả lập ánh sáng bình minh, hoàng hôn hay là ban đêm gì đó, thì mình sẽ cần sử dụng những cái miếng gel màu khác nhau. Ở phần gel của cái đèn 150 Mix Panel này á, nó có đầy đủ hết tất cả những cái gel mà mình hay sử dụng luôn. CTO, CTB, mà 1/2 CTO, double
nói chung là đầy đủ hết ở trong này. Thì mình nghĩ là wow, tự nhiên có một cây đèn thôi mà nó thay thế luôn một cái giỏ filter rồi. Thì đó là một cái phần mà mình cực kỳ thích ở cây đèn này nữa. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới điểm qua đó là những cái effect, những cái hiệu ứng mà cây đèn này có thể tạo ra được. Còn bây giờ mình sẽ đi về cái phần đó là chế độ sáng của cây đèn này. Hầu như khi mà mình mua một cái cây đèn nào đó, nó sẽ chỉ cho phép mình đó là sử dụng đó là một là ánh sáng hard light, hai là ánh sáng soft light. Nhưng mà cây đèn mid panel này nó cho phép mình đó là mình vừa có thể sử dụng đèn hard light và vừa có thể sử dụng đèn soft light ở ngay trên chính một cây đèn như thế này. Ở đây thì các bạn có thể thấy được đây là ánh sáng hard light. Và ánh sáng hard light nó sẽ được tạo nên từ những cái led màu trắng là ánh sáng của 7500 và màu vàng đó là 2700. Thì tụi nó sẽ trộn lại với nhau thì sẽ cho ra cái ánh sáng hard light như thế này. Đó, các bạn có thể thấy được ha. Và để chuyển sang ánh sáng soft light thì chúng ta sẽ có cái đèn led nó ra như thế này. Nó cực kỳ mềm ha. Các bạn có thể xem lại này. Đây là ánh sáng soft light. Đây là ánh sáng hard light. Và khi mà các bạn nhìn trên cái ánh sáng hard light, nó sẽ thấy những cái reflect là những cái tương phản ngay ở trên kính mình. Nhìn nó cũng rất là gắt ha. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang ánh sáng soft light. Rất là mềm mịn luôn. Giống như khi mà mình mua một cái đèn ánh sáng hard light đi, thì mà để mà mình có được một cái ánh sáng soft light thì mình cần có thêm những cái soft box nè, hay là những cái miếng diffuse lớn để ngăn ở phía trước cho nó mịn ánh sáng hơn nè. Thì nhưng mà khi mà mình sử dụng cái cây này á, thì mình đã có thể tích hợp cả hai cái việc đó cùng một lúc luôn. Mình nghĩ what? Quá đã luôn các bạn. Nếu như các bạn nào không ưng về cái việc đó là ánh sáng soft light của nó chưa đủ soft ha, thì cái cây này hoàn toàn có thể mình có thể gắn thêm được một cái soft box nữa. Hai lớp ánh sáng soft light sẽ cho mình một ánh sáng nó mịn màng hơn nữa. Về công suất của cây đèn này thì nó là 150W, nó là ở chế độ bình thường ha. Khi mà mình quay ở bên ngoài trời á thì mình cần những cái lượng ánh sáng nó lớn hơn nữa. Thì lúc này mình sẽ bị thiếu ánh sáng á, thì lúc này mình sẽ vào menu của nó để mình chuyển qua chế độ đó là Boost Mode. Khi mà mình vào chế độ Boost Mode á, thì cái lượng ánh sáng của mình sẽ được cho vào nhiều hơn. Lúc này thì cái đèn nó sẽ nóng hơn, thì cùng lúc đó cái quạt cũng sẽ phải hoạt động nhiều hơn, nó sẽ kêu rất là ồn. Nhưng mà nếu như mình quay ở ngoài trời mình chỉ quan tâm ánh sáng thôi thì cái này nó rất là ok. Còn khi mà mình vào ở trong cái studio hoặc là ở trong những cái không gian nhỏ như mình đang ngồi hiện tại này, thì tất cả những âm thanh ở trong này, kể cả âm thanh của máy lạnh, âm thanh của đèn hay là từng âm thanh rất là nhỏ, nó sẽ đều bị thu vào trong này. Thì lúc đó mình sẽ dùng cây đèn 150 này mình chuyển qua chế độ Silent Mode. Nó sẽ cho cái âm thanh nó giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà cùng lúc đó thì ánh sáng cũng sẽ bị giảm đi một chút xíu. Mình sẽ so sánh lại cái lượng ánh sáng cho các bạn xem thử ha. Về ngoại hình của đèn thì các bạn có thể thấy được là cây đèn này nó rất là nhỏ gọn, đúng không? Ở cái chiều ngang của nó thì nó rất là mỏng, dẹt. Nói chung là nó rất là tiện nếu mà mình có thể cầm đi á. Nó tích hợp sẵn cho mình một cái miếng băng đo, thì mình có thể dùng cái miếng băng đo này để cắt sáng hay là gom ánh sáng gì đó cho nó hợp lý á. Nhưng mà nếu như mà mình cần, mình vẫn có thể gỡ ra được và gắn một cái softbox khác. Phần cuối cùng là về cảm nhận của mình về cây đèn này. Thì mình cũng đã được trải nghiệm khá khá những cái thiết bị của Nanlite rồi. Thì tới bây giờ thì cái cây này thật sự là cái cây mà mình cảm thấy là nó có nhiều công năng và mình trải nghiệm nó rất là đã. Lúc trước á, để mà mình có thể sử dụng được những cái effect tương tự như thế này á, thì mình cần phải thuê ở những cái rental house về những cái cây đèn nó lớn hơn và thật sự nó rất là đắt đỏ hơn. Thì Nanlite đã cho mình một cái option, đó là một cái cây đèn mà nó rất là nhỏ và giá thành nó rẻ hơn từ 5 đến 10 lần so với những cái đèn đó. Nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của mình nếu như mà mình muốn mua cái đèn đó để sản xuất cho những dự án cá nhân của mình á. Thì giống như các bạn cũng thích sẽ sử dụng cái đồ của mình hơn là so với mình phải đi ra bên ngoài tới một cái tiệm để mình đi thuê cái đèn nó về mà, đúng không? Và mình xin chốt lại video ở đây, đó là cây đèn này là cây đèn thực sự đáng mua. Và nếu như không có chuyện gì xảy ra thì mình sẽ sớm kéo cây đèn này về tiệm của mình thôi. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến đây. Và nếu như các bạn có cần thêm những thông tin về sản phẩm này thì mình sẽ để tất cả những link ở bên dưới, các bạn có thể tham khảo thử. Mình xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Bye bye.